Rồi, xin chào, chào mừng các bạn lại quay trở lại với CAD Radio. Đây là chương trình tâm sự vào mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 6 với phiên bản Podcast Radio. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã dành thời gian ở lại đây nghe tôi tâm sự về những cái bài học cuộc sống, quan điểm cá nhân và đôi khi đơn giản là đồng cảm với nhau về mặt cảm xúc vào cái khung giờ quen thuộc 20 giờ nha. Rồi, bây giờ thì không biết là các bạn đã có một cái ngày như thế nào ha, ngày đầu tuần. Hy vọng là mọi chuyện đều suôn sẻ, rồi kế hoạch thuận lợi, rồi sắp tới là mình sẽ có thêm nhiều niềm vui ha. Rồi, hy vọng một điều nữa là các bạn hãy chú ý sức khỏe nhiều hơn nha. Tại vì Sài Gòn vẫn còn đang dịch rất là căng đó. Đừng có chủ quan quá, và những người đã bị rồi cũng có nguy cơ tái nhiễm lại giống như GD vừa mới bị xong nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chủ đề ngày hôm nay. Đó là một cái chủ đề mà một bạn độc giả gửi đến với CD, và CD cảm thấy là đây là một cái chủ đề hay nè, và có thể là một số bạn sẽ cần. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về nó ha. Có tựa đề đó là có nên tiếp nhận mọi lời khuyên. Chà, cái này cũng căng ha. Làm sao bây giờ khi mà xung quanh ai cũng muốn khuyên mình hết, mình muốn làm cái việc A đi, mà bây giờ hết người này nói tới người kia nói, khuyên đầu này khuyên đầu kia, có người thì ủng hộ, có người thì ngăn cản, có người thì chia sẻ kinh nghiệm, có người thì bàn ra bàn vô, nói chung là đủ thứ lời khuyên hết. Cái dòng giao tiếp xung quanh của mình đôi khi cũng khá là rộng các bạn, và cứ những người mà có nhiều mối quan hệ á, đôi khi là riết thì họ muốn quyết định cái gì họ không dám nói ai luôn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì lỡ mà có ai đó biết xong rồi bắt đầu truyền tay nhau, bắt đầu mình không có yêu cầu thì người ta cũng khuyên mình: ê, tao thấy cái này không được nha, mày làm vậy là không có được, tao từng làm rồi, nó thất bại đó. Hoặc là có những người khác nói: ê, tao thấy là cái này mày hay á, mày can đảm á, tao là tao không dám làm đâu, bởi vì cái này cái kia cái nọ, nhưng mà mày dám làm mày hay tao ủng hộ. Ý kiến trái chiều nhiều lắm các bạn. Rồi bắt đầu ở vòng ngoài không nói đi, vòng ngoài thôi nha, giờ tới vô trong chút xíu nè: cha mẹ, anh chị em, vợ con, họ hàng, đó, những cái người thân thuộc của mình đó các bạn cũng khuyên. Mà đa phần á, một cái nghịch lý đó là thông thường các bạn, người ngoài á, những cái người mà không có mối quan hệ máu mủ hoặc là thân thiết với mình á, thì người ta sẽ ủng hộ. Còn những người á, mà trong gia đình của mình, ruột thịt với mình, đa phần lại là phản đối. CD bị cái trường hợp này rồi, và thật sự với các bạn mà nói á, cái cảm giác mà không có ai ủng hộ mình, ai cũng phản đối mình, và họ có những cái lý lẽ phải nói là sắc bén và gọi là chắc tay luôn các bạn, lý lẽ chắc luôn á, để phản đối mình, để ngăn cản mình làm cái việc đó. Mà đôi khi cái việc đó chính là cái đam mê của mình, cái việc đó chính là cái động lực để mình có niềm vui mỗi ngày, mình có thể sống một cái cuộc đời ý nghĩa. Nhưng mà người ta không hiểu được, người ta không hiểu được các bạn, và đôi lúc người ta cũng không muốn hiểu, bởi vì cái quyết định của các bạn đi ngược lại với cái quyết định của họ, hoặc là cái suy nghĩ của họ về những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, lý tưởng của họ đi ngược lại, thì làm sao người ta chấp nhận, người ta củng cố đồng ý với các bạn đấy. Rồi thì bây giờ giải quyết vấn đề nha, nếu mà mình rơi vào cái trường hợp đó thì như thế nào, phải làm sao khi mà ai cũng muốn khuyên mình, nhiều lời khuyên quá, bây giờ nghe hết không, nghe được hết không? Người thì khuyên là bỏ đi, người thì khuyên thì tiếp tục đi, người thì khuyên là nên tìm thêm đồng môn, đồng đội làm chung đi cho giảm rủi ro chẳng hạn. Rồi người thì kêu là khoan, từ từ thêm thời gian nữa. Rồi có người thì cho bạn mượn tiền, cho bạn mượn sức luôn để bạn làm. Quá nhiều lời khuyên luôn các bạn. Bây giờ không lẽ cứ mông lung giữa các lời khuyên mà mình không ra được quyết định đúng không? Thì tôi nghĩ ai cũng sẽ trải qua những cái trường hợp này, nhất là đứng trước những cái quyết định quan trọng của cuộc đời, về hôn nhân, về công việc, hay là về những cái mối quan hệ, những cái quyết định mang cái tính chất gọi là thay đổi cuộc đời của một con người. Thí dụ như là chuyển việc cũng là quan trọng nữa đó các bạn. Ví dụ như là các bạn yêu một cái cô nào đó đi, và cô đó vấp phải cái sự ngăn cản từ phía gia đình của bạn, từ những người thân của bạn. Rồi hoặc là bạn đã trong cái công việc này 6 tới 10 năm rồi, quá lâu, thâm niên rồi, nhưng mà bây giờ bạn chán, bạn không muốn làm nữa, bạn muốn qua một cái công việc khác. Nhưng mà cái công việc khác là một lĩnh vực mới mà bạn không chắc là bạn có thành công được hay không. Rồi nó lại không có cái sự ổn định lương hàng tháng giống như công việc cũ chẳng hạn. Thì bây giờ bạn hơi mông lung, bạn chưa quyết định được, thì bạn xin lời khuyên thì
bắt đầu sẽ có rất là nhiều lời khuyên cho các bạn là tại sao lại bỏ cái ổn định là đi theo cái mông lung như vậy, hoặc là một đứa khác thì nó khuyên mày thấy vui không, mày vui thì mày làm đi, hoặc là một đứa khác nữa thì tao nghĩ là cả cuộc đời mày sống vì người khác rồi, bây giờ mày sống vì bản thân mình cũng tốt, vân vân, nhiều lời khuyên lắm các bạn. Đầu tiên á, trong những cái trường hợp này nè, tôi muốn các bạn hiểu một điều, hãy cảm ơn tất cả những lời khuyên dành cho các bạn, dù cho nó đúng hay sai. Thứ nhất, họ có quan tâm mình, họ có để ý đến mình thì họ mới dành thời gian để suy nghĩ và dành thời gian để nói cái lời khuyên đó, để thuyết phục mình. Họ đang dành thời gian cho mình đó, hãy trân trọng họ, ok? Rồi, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là không phải lời khuyên nào cũng đúng. Nó chỉ đúng với cái góc nhìn của họ và với cái hoàn cảnh của họ. Ở trong cái suy nghĩ của họ như vậy là đúng nè, như vậy là phù hợp nè, nhưng mà nó chưa chắc phù hợp với hoàn cảnh của các bạn. Nhưng mà không có nghĩa là họ sai hoàn toàn. Cái lời khuyên đó đúng trong cái trường hợp của họ và không đúng với trường hợp của các bạn, vì nó không phù hợp, thế thôi. Mọi sự trên đời này các bạn hãy nhớ một điều, đó là không có đúng sai 100% đâu. Nó chỉ có phù hợp, cái nào phù hợp hơn thì mình lấy cái đó, mình ghi nhận cái đó và mình làm cái đó, chấp nhận nó. Rồi nếu trường hợp mà bạn cảm thấy cái lời khuyên đó không phù hợp thì mình làm như thế nào? Nếu các bạn vẫn chưa có kết quả được trong cái quyết định sắp tới của mình, bạn không cam đoan, bạn không chắc chắn được luôn á, thì các bạn đừng tranh cãi làm gì. Thứ nhất, nó mất thời gian. Thứ hai, nó sẽ đem lại cho bạn nhiều tiêu cực. Các bạn biết rồi đó, hậu quả của một cuộc tranh cãi là mình đôi khi mình bốc hỏa lên đó, mình quên luôn những cái việc mình cần làm, mình muốn làm, rồi mình khó chịu trong người của mình. Mình sẽ buông ra những cái lời nói không có hay, tổn thương đối phương, mà trong khi đối phương khuyên muốn giúp mình. Như vậy thì nó đẩy cái cuộc trò chuyện đi quá xa ha các bạn. Đừng có tranh cãi khi mà mình không chắc được kết quả. Mình cứ mỉm cười và lời góp ý này thì nghe chắc có lẽ là phải suy nghĩ thêm, cũng cảm ơn bạn vì bạn đã dành thời gian góp ý cho mình, thì mình sẽ suy xét chứ mình cũng chưa ra quyết định liền, bạn đừng có lo ha. Cảm ơn bạn, rồi vui vẻ hai đàn vậy thôi. Còn nếu cái lời khuyên đó phù hợp thì bạn nên ghi chú lại. Ghi bằng cách nào thì tùy các bạn, ghi giấy nó hay là ghi trong điện thoại hay là ghi trong đầu, tùy các bạn. Nhưng mà đôi khi có những cái lời khuyên nó rất là hay các bạn, ý tưởng trong đó rất là hay. Nhiều khi mình đang bí cái người ta khuyên cái mình mở ra luôn. Nên nếu trường hợp các bạn may mắn, các bạn có được những cái lời khuyên quý giá vào đúng thời điểm đó, thì hãy ghi nhận lại. Đó là những ý tưởng có thể là triệu đô sau này của các bạn đó, đừng coi thường nó nha. Và vẫn câu nói cũ, hãy cảm ơn tất cả những lời khuyên. Rồi bây giờ nếu các bạn bị phản đối thì như thế nào? Không chỉ là khuyên mà phản đối luôn, kịch liệt luôn. Tao không muốn mày lấy cô gái đó, nó không phù hợp với gia đình này. Tao không muốn mày nghỉ việc, bởi vì đây là cái công việc cả dòng họ mơ ước, cả thiên hạ mơ ước, khao khát, mà tại sao mày lại nghỉ? Đam mê là cái gì? Nó có nuôi sống được mày hay không? Những cái từ ngữ có thể là cứa vào lòng các bạn, có thể là làm cho các bạn cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm, bị không được tôn trọng, hoặc là các bạn cảm thấy là mình đang bị bức bối và không được là chính mình, vân vân. Sẽ có những cảm giác đó vào những cái trường hợp khi mà bạn muốn thay đổi một cái điều gì đó nó đã quá quen thuộc rồi và nó không có cùng suy nghĩ với những người xung quanh các bạn Thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Đầu tiên tôi muốn các bạn hãy đồng cảm. Tôi biết là khó. Đây cũng là một lời khuyên cho các bạn nè, nhưng mà khó đúng không? Rồi thì các bạn hãy đồng cảm đi. Hãy hiểu rằng là ở cái góc độ của họ, họ nhìn ra được như vậy, và với cái trải nghiệm ở những người thế hệ đi trước, người ta lớn hơn, người ta cũng có suy nghĩ riêng của người ta đó các bạn. Thì đôi khi có những người, người ta không được khéo léo trong giao tiếp, thì người ta sẽ không có chú ý nhiều đến cảm xúc của đối phương á, gây ra những cái tổn thương vô tình thôi các bạn, người ta không cố ý đâu. Mình hiểu như vậy và mình cảm thông với họ. Rồi nếu cái cuộc nói chuyện nó quá gay gắt và mình là cái người kiểu như là vai dưới á các bạn, không có thể nào mà cãi tay đôi được, không có tranh cãi được, không có nói lý lẽ được luôn, thì mình cứ im lặng, mỉm cười và nói rằng, tỏ ý rằng mình đã nghe cái lời khuyên đó rồi và mình sẽ suy xét lại. Đó, mình đừng có phản ứng thái quá, nó không có được cái gì hết trơn các bạn ơi, mà nó chỉ làm sức mẻ mối quan hệ thâm tình của mình thôi. Các bạn cứ nghe tôi đi, dĩ hòa vi quý ha. Rồi sau đó các bạn cứ âm thầm theo cái quyết định của mình. Thật ra một cái điều mà khiến các bạn không biết có nên nghe lời khuyên hay không á, đó là gì các bạn biết không? Các bạn sợ thất bại.
các bạn sợ thất bại, các bạn chưa đủ động lực, chưa đủ đam mê để làm nó. Còn nếu các bạn đã cảm thấy được, à cái này có tương lai, làm cái này mình vui nè, và đây là cái động lực kiếm tiền của mình, đây là cái động lực để mình đi làm mỗi ngày nè, sáng thức sáo vi vu ở trên đường đi đến chỗ làm. Cái quãng đường đi đến chỗ làm mình cảm thấy mình rất là muốn nhanh tới đó. Buổi sống nó dài dữ, mình muốn nhanh tới đó để mình được làm việc. Rồi cái quãng đường đi làm về nhà mình cũng không có cảm thấy gọi là mệt mỏi quá nhiều, mình vẫn còn năng lượng để mình tiếp tục làm nữa. Thì đó là đam mê của các bạn, đó là cái quyết định đúng của các bạn. Thì các bạn hãy chọn nó đi. Và nhớ một điều rằng nha, điều này quan trọng nè, hãy chọn cái quyết định của mình. Mà ở cái quyết định đó, nếu trong trường hợp nó là sai lầm, nó là không đem lại cái kết quả như mình mong muốn, thì bạn vẫn đủ sức và khả năng, bản lĩnh để mình chịu trách nhiệm với cái sai lầm đó. Bạn phải chịu được trách nhiệm nha, khi mà nó không như ý mình. Ví dụ trong tình cảm, bạn muốn cưới cái cô đó quá đi, mà gia đình bạn xét này xét nọ các kiểu phản đối. Đương nhiên là gia đình bạn phản đối có lý do đó, chứ không phải là không đâu. Không có tự nhiên mà người ta phản đối, phải có lý do. Nhưng mà đối với bạn, góc độ của bạn, bạn đang yêu và bạn cảm thấy những cái lý do đó không đáng để bạn từ bỏ con người này. Bạn cảm thấy ở thời điểm đó bạn với con người này là hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau rồi, bạn không muốn kiếm người khác nữa, và bạn đấu tranh vì điều này. Thì nhắc nhở bạn một điều, phải chịu được trách nhiệm khi mà lỡ chẳng may kết quả không mong muốn như những lời khuyên kia. Ví dụ không hạnh phúc, thì cái sự chịu trách nhiệm lúc đó có thể là một cuộc hôn nhân tan vỡ, và con cái của bạn sẽ bị ly tán, hoặc là sự nghiệp của bạn sẽ bị tiêu tan, hoặc là nửa đời sau của bạn không còn tin vào tình yêu đàn ông hay phụ nữ nữa. Đó, đó là những cái hậu quả đó. Bạn có chấp nhận được hay không? Bạn có can đảm nhìn vào sự thật đó hay không? Nếu nó không như ý mà mình chấp nhận được, tôi chấp nhận trả giá và tôi chọn cái này. Ok, bạn cứ làm. Bởi vì đây là cuộc đời của bạn, đây là cuộc sống của bạn. Bạn có quyền hoàn toàn sống theo ý muốn của mình, miễn là mình chịu trách nhiệm được với những quyết định, kể cả đó là quyết định sai lầm. Rồi, trong công việc cũng vậy. Ví dụ lỡ như mình thất bại trong kinh doanh, hay là mình đổi việc không thành đi, thì bạn chịu trách nhiệm bằng cách nào? Bạn đã có cái khoản thu nhập nào hậu thuẫn cho mình chưa? Khi mà lỡ không may kinh doanh nó thất bại, tôi nói các bạn nghe, tôi đã từng mở quán trà sữa rồi, tôi đã từng là chủ một cái cửa hàng rồi. Và tôi hiểu được rằng á, khi mà bước ra kinh doanh, các bạn không có chuyện mà hôm nay mở ngày mai có lời đâu. Nó phải chịu một cái khoảng thời gian gọi là gồng lỗ đó các bạn. Thẳng ra gồng lỗ luôn á. Ai mà tài giỏi lắm thì huề vốn thôi, chứ không có kiểu mà mới mở ra có lời liền đâu. Các bạn đừng có mơ. Bởi vậy cái tinh thần của các bạn phải chuẩn bị trước trường hợp xấu nhất, tệ nhất có thể xảy ra. Ít nhiều gì 6 tháng gồng lỗ, các bạn có đủ tinh thần, có đủ sức khỏe và có đủ cái kinh tế để mình có thể gồng gánh cái điều đó hay không? Rồi sau 6 tháng đó không có cái gì đảm bảo là các bạn sẽ có lời. Có thể là huề vốn, có thể là có lời, hoặc có thể là lỗ tiếp. Các bạn phải vạch ra những cái trường hợp như vậy. Và với những cái trường hợp đó, các bạn phải làm sao trong cái hoàn cảnh như vậy? Tinh thần của mình đối mặt như thế nào? Lương nhân viên như thế nào? Mặt bằng như thế nào? Rồi nguyên liệu như thế nào? Khách khứa như thế nào? Rồi chiến dịch gì phải thay đổi? Rất là nhiều cái cần đến cái sự quyết định của các bạn. Mà các bạn biết rồi, trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng luôn đúng đâu. Có những lúc chúng ta sai chứ bộ, mà sai lè ra nhưng mà vẫn cãi. Cái tính con người nó hơi ngộ vậy đó, vẫn cãi các bạn, nhưng mà mình biết mình sai và mình âm thầm mình sửa nó, đúng không? Nhất là những người có cái tôi khá là lớn và đôi khi là hơi tự tin đó, đó thì thường sẽ rơi vào cái trường hợp là trước mặt mọi người thì ok, ta không sao, trời cái này chuyện nhỏ, nhưng mà sau lưng thì chết bà, lỡ sai giờ làm sao ta, bắt đầu tìm những cái phương pháp các bạn, những cái giải pháp mà chỉ một mình thôi. Đó cũng chẳng sao cả, tại vì vốn cuộc đời này là một cái trò chơi thôi các bạn. Hãy sống như cuộc đời là một trò chơi thôi. Nhưng mà khác một điều, ở trên trò chơi game của các bạn nam hay chơi, tôi thấy á, thì trò chơi trong cuộc đời này á, mình chỉ có đúng một mạng ha, mình chỉ có đúng một mạng để sống và sinh tồn thôi. Còn game thì có thể nạp tiền vô rồi các bạn hồi sinh tái sinh lại. Còn trong cuộc đời, trong cuộc sống hiện thực, các bạn chỉ có đúng một mạng thôi. Giữ được cái mạng mình thì mình còn cơ hội để mình làm lại cuộc đời. Và với mỗi một cái quyết định, dù sai hay đúng, thì nó cũng sẽ cho các bạn rất là nhiều bài học quý giá. Nếu bạn sai, bạn có trải nghiệm, bạn có kinh nghiệm, bạn sẽ không phải té lại những cái ổ gà mà bạn đã từng té.
Còn nếu bạn đúng thì bạn sẽ cảm thấy tự hào và cảm thấy cuộc sống này nó cho bạn được nhiều thứ hơn là bạn mong muốn. Và không có ai trên đời này đúng hết trong mọi việc. Quyết định nào cũng chính xác, không có đâu các bạn. Trước khi mà họ quyết định bách phát bách trúng là trước đó họ té ầm ầm, té rầm rầm, té phun đầu, chảy máu, té hết đợt tay đợt chân rồi. Mà lúc đó các bạn ở đâu các bạn đâu có thấy. Và ít khi họ cũng kể lại. Người ta chỉ nói về thất bại khi đã thành công thôi. Còn nếu vẫn đang thất bại mà tiếp tục nói về thất bại thì cuộc đời đó chỉ là thất bại. Các bạn phải hiểu điều đó. Nên á, là khi mình nhận được quá nhiều lời khuyên thì các bạn phải tỉnh táo và các bạn hiểu được rằng quyết định nào là phù hợp với mình, lời khuyên nào là phù hợp với mình. Cái nào đúng thì mình nghe, cái nào sai thì thôi cũng đừng cãi. Tại ta khuyên thôi mà, ta muốn tốt cho mình ta khuyên thôi. Nhưng mà mình để đó, mình không làm theo ha. Đừng có vì khuyên nhau mà cãi nhau, cạch mặt nhau, đánh nhau đổ máu. Không cần thiết các bạn, không cần thiết. Hãy hòa nhã với tất cả những mối quan hệ và dùng kết quả để nói chuyện. Có những trường hợp kết quả nó không có đến liền được, nó cần cái quá trình. Và quá trình có thể vài ngày, vài tháng hay thậm chí vài năm hoặc là cả chục năm sau nó mới có kết quả. Không lẽ bây giờ từ lúc các bạn làm cho tới lúc các bạn có kết quả, ngày nào các bạn cũng phải giải thích là em chọn như vậy là tại vì như vậy, rồi anh sẽ thấy vân vân vân. Không các bạn, không cần. Đừng dành thời gian để giải thích mà hãy dành thời gian để hành động. Để tập trung vào hành động cho cái sự lựa chọn của mình, để nó có kết quả nhanh và đẹp nhất có thể. Và tôi tin rằng các bạn làm được đó. Các bạn sẽ làm được, nhất định làm được. Khi mà các bạn đã coi cái clip luật hấp dẫn tập 1 của tôi hôm qua rồi thì các bạn sẽ hiểu khi mà niềm tin của mình đủ mạnh thì không có gì ngăn cản được mình hết. Các bạn phải tin chắc rằng mình làm được và mình đủ sức, đủ khả năng để chịu trách nhiệm với mỗi cái quyết định của mình. Lúc đó các bạn sẽ không sợ thất bại mà các bạn sẽ chuẩn bị tinh thần cho sự thành công nó ập đến ha. Rồi khi mà tôi thu cái radio này á thì tôi hy vọng rằng nó sẽ truyền được đến với những bạn cần đến. Và một lúc nào đó khi các bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, các bạn cảm thấy có quá nhiều sự lựa chọn, mình không biết chọn cái nào, thì các bạn hãy ngồi lại, tập hít thở thật là sâu và nhẹ nhàng. Sau đó tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc đâu mới là thứ mình cần? Mình làm điều này mình có cảm thấy vui hay không? Và nếu nó thất bại thì mình sẽ đối mặt như thế nào? Các bạn hãy đặt thật là nhiều câu hỏi cho mình. Và khi mà bạn đặt được câu hỏi đúng á, là bạn đã có 50% đáp án rồi. Có thể các bạn không cần quá nhiều lời khuyên đâu. Chính bản thân bạn đã có đáp án rồi đó, mà bạn quên hỏi nó thôi. Hãy tập hỏi bản thân nhiều hơn nha. Rồi ok, radio tới đây thôi hen. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho CD Radio nha. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta gặp nhau vào 20 giờ mỗi tối. Hy vọng bạn đã có những cái giây phút thật là tuyệt vời cùng với kênh. Và một điều nữa là hãy bình luận những cái trái tim nồng thắm hoặc là những cái lời góp ý hoặc là những cái thắc mắc gì đó để YouTube thấy được cái sự tương tác và lại lan truyền thêm, phổ biến rộng ra cái radio này đến với những bạn đang cần thêm lời khuyên và động lực ngoài kia. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc bạn ngủ ngon. Bye bye!